Theo quyết định số 148 ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, thì bắt đầu từ năm 2023 này, Ủy ban Nhân dân cấp huyện được phân quyền đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Việc phân cấp trong đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đã tạo thuận lợi, nâng cao vai trò và trách nhiệm trong thực hiện và phát triển OCOP của chính quyền cấp huyện. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Nghi Lộc đã tổ chức 2 đợt chấm điểm phân hạng sản phẩm OCOP. Có 12 sản phẩm của 9 chủ thể đã được huyện công nhận đạt 3 sao. Thực tế cho thấy, việc phân cấp thực hiện xét chọn và phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia. Cái thuận lợi đầu tiên đó là cái khoảng cách địa lý mình đi sẽ gần hơn. Cái thứ hai nữa là được đánh giá một cách khách quan hơn, bởi vì chính xác là huyện người ta sẽ giám sát trong quá trình của mình, chứ không phải là tỉnh. Cho nên là kể cả sau này cái nhãn mác của mình có đúng hay không thì huyện cũng là người kiểm soát. Tiện lợi thứ nhất là cái địa lý, thứ hai nữa là được sự hướng dẫn của các cái bán ngành trong xã cũng như trong huyện. Hội đồng chấm thí của Ủy ban Nhân dân huyện đã làm rất tốt và cũng có những cái góp ý để cho hợp tác xã xây dựng cái sản phẩm ngày một tốt hơn. Năm 2023, thực hiện quyết định số 148 của Chính phủ, các đơn vị cấp huyện đã thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, Hội đồng OCOP. Đến thời điểm này, đã có 7 địa phương tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP với 24 sản phẩm đạt 3 sao. Nhờ chủ động trong công tác tổ chức nên số lượng sản phẩm tham gia đánh giá ở các huyện nhiều hơn những năm trước. Cái chủ trương này chúng tôi thấy rất đúng và rất sát với điều kiện thực tiễn, tạo ra những cái chủ động cho huyện trong cái chỉ đạo triển khai thực hiện, và trong cái thực hiện chấm phân hạng thì huyện cũng có cái chủ động để phù hợp với từng cái thời điểm mà có cái sản phẩm của các cái doanh nghiệp, các cái chủ thể, tăng cái sản phẩm rất nhiều so với các năm trước đây. Hai năm trước đây chúng tôi triển khai thì được có 14 sản phẩm. Riêng năm nay thì chúng tôi chấm 2 đợt trong năm 2023 đã được 12 sản phẩm. Và dự kiến từ nay đến cuối năm chúng tôi chấm một đợt nữa khoảng 5 đến 7 sản phẩm nữa. Việc cấp huyện đánh giá phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP 3 sao sẽ tạo điều kiện để cán bộ quản lý OCOP cấp huyện, xã cọ sát thực tế nhằm hỗ trợ và tư vấn chủ thể thực hiện kịp thời đầy đủ các tiêu chí. Qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện, phát triển chương trình OCOP. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên huyện đảm nhận việc xét chọn và công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, nên quá trình thực hiện còn khó khăn lúng túng. Tất cả các cái định tính, định lượng, xúc tiến thương mại, rồi cái sức mạnh cộng đồng thì khẳng định rằng là nó đáp ứng cái 148 của Thủ tướng Chính phủ, chứ không có cái vấn đề gì băn khoăn cả. Nhưng tuy nhiên, nếu chúng ta quản lý không tốt, nếu chúng ta không có tâm nữa, thì không khéo thì lại có cái tư duy thành tích, tư duy nhiệm kỳ, mà thậm chí có những đối chủ thể lợi dụng cái chính sách này. Tuy bước đầu thực hiện có những khó khăn và hạn chế, nhưng quá trình đánh giá xét chọn sản phẩm OCOP do Hội đồng OCOP cấp huyện thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định, bởi trong Hội đồng OCOP cấp huyện có đến 50% thành viên đại diện các ngành chức năng của tỉnh.